Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay là ngày chủ nhật nha anh em. Hôm nay chủ nhật bên em có lên cho anh em bình xăng con nha. Thì vừa rồi cái số lượng về hơn 100 cái thì cũng đã bán xong. Thì hôm nay thì cũng còn thêm được một vài cái thôi anh em. Còn được một vài cái thì nó ở nhỏ nhỏ ngay khu vực này. Thì anh em nào kết thì cứ liên hệ vào số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo, Facebook nha anh em. Đó. Địa chỉ của em là ở Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận ha, thôn 2A Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Anh em nào gần thì ghé cửa hàng mua ủng hộ nha. Bình xăng con này, bình xăng con Nhật bãi về hoàn toàn mới 100%, nó là có le đỏ tự động nha anh em. Đây le đỏ tự động ha, đấm vô. Đó. Nhìn ra đây ha và bơm xăng ở đây. Rồi ok. Thì anh em lắp cho cái máy Mitsubishi TL2623, nói chung là 26cc đổ lại là ok hết nha anh em. Nó là quả ga ngang bình xăng con 260. Đó, đây, bít tông ga nha anh em. Đây, nhạy cực kỳ. Rồi, con này thì nó là một kim chỉnh nha anh em. Đó, nó là tự động ha. Anh em về lên ga là xài, nó là bình xăng con zin của TJ27. Đó, nó là bình xăng con Nhật bãi ha. Số lượng này thì cũng không còn nhiều nữa. Rồi thì buổi sáng ngày hôm nay em sale với mức giá là 101 một cái thì em còn được mười mấy cái thôi anh em. Anh em nào nhanh tay đặt hàng thì anh em lấy ha. Và em sale với mức giá là 101 này một cái. Thì anh em lưu ý là anh em lấy từ 2 đến 3 cái trở lên giúp em. 2 cái thì em không bao ship nha anh em. 3 cái thì em mới bao ship nha. Đó, anh em lưu ý là như vậy. Thì ở đây thì 3 cái. 3 cái là em bao ship, 2 cái là em không bao ship. Đó. Còn 5-10 cái thì anh em lấy thì lấy thì lấy. Và số lượng thì không còn nhiều. Ở đây em sale với mức giá chỉ có trong ngày hôm nay là ngày chủ nhật thôi, là với mức giá là 101. Đó, anh em nào cảm thấy mặt hàng này ok thì anh em liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video. Rồi, bye bye anh em nha.